Cô chú, anh chị ơi, bây giờ kênh Nhà Đất Việt Nam đang ở trong căn nhà vườn siêu dài ở thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Cái diện tích đất á, là dài tới 85 mét, tổng diện tích là 341 mét vuông, có 100 thổ cư. Thì anh Nghiệp chủ nhà là xây dựng theo kiểu nhà vườn, tại vì đất rất là dài á, cái căn nhà thì nằm phía trước, còn ở phía sau á là giống như quán cà phê sân vườn vậy đó, có võng, có chòi, và khúc ở phía sau nè, Tấn đang ngồi ở phía sau là trồng cây ăn trái đó, có cây dừa, cây ổi, cây xài rồi ha. Nói chung là nhà vườn nha, thì diện tích chiều ngang á 4 mét nhưng mà cái chiều dài là tới 85 mét. Nhà này là hướng bắc nha cô chú anh chị. Địa chỉ ở đây á là ấp Trường Đức, xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Đường mặt tiền ở trước nhà là đường số 17 Nguyễn Lương Bằng, và chỉ cách đường nhựa bự Nguyễn Lương Bằng á là có 120 mét thôi. Đó, mình đi ra có 120 mét là cái đường nhựa bự Nguyễn Lương Bằng. Rồi từ đây đi trường tiểu học Nguyễn Lương Bằng á, 1 cây số, ra quốc lộ 22B ngay ngã ba Thiên Thọ Lộ á, 1 cây số rưỡi, đi chợ Trần Lưu 2 cây, đi chợ Cẩm Giang 2 cây, đi lên chợ Long Hoa, Tòa Thánh Cao Đài 10 cây, đi thành phố Tây Ninh 15 cây, đi núi Bà Đen á là 20 cây. Thì bây giờ anh Nghiệp chủ nhà là bán trọn gói cả nhà và đất. Căn nhà này mới xây nha cô chú anh chị. Bây giờ Tấn sẽ nói cái giá bán nè. 1 tỷ 179 triệu là trọn gói nha, cả nhà và đất. Rồi bao luôn sang tên sổ hồng cho cô chú anh chị. Bây giờ Tấn sẽ quay bên hông nhà cho cô chú anh chị coi chiều dài thực tế của căn nhà này nha. Từ ở phía trước sân nè, đó, cái căn nhà là nằm khúc trước, và chúng ta thấy cái tường á rất là dài luôn, xây tô xung quanh hết nha cô chú anh chị, có hàng rào xung quanh. Thì diện tích là chiều ngang 4 mét và chiều dài tới 85 mét, có tường rào xung quanh ha. Ở ngay phía sau là có vườn nhãn của hàng xóm. Bên hông bên đây hiện tại là đất trống nè, bên hông bên kia là có nhà hàng xóm. Thì nhà đất này là hướng bắc, có hơi lệch đông chút xíu. Đường ở trước nhà là đường số 17 Nguyễn Lương Bằng, lộ giới 10 mét, trong khu dân cư nha. Đó, căn nhà rất là dài luôn nha, dài tới 85 mét nha cô chú anh chị. Đường có đèn đường, đây nhà cửa hàng xóm đối diện nè. Thì bây giờ Hòa Thành là đang thị xã và phấn đấu để lên đô thị loại 3, tức là sẽ lên thành phố đó cô chú anh chị. Thì những cái đường 10 mét như thế này là mai mốt nhà nước sẽ lên nhựa hết nha. Đây, từ ngay vị trí này chúng ta nhìn ra đường Nguyễn Lương Bằng. Đó, là khoảng 120 mét nha, là ra đường nhựa bự Nguyễn Lương Bằng. Ra đó quẹo phải là ra ngã ba Thiên Thọ Lộ, quốc lộ 22B. Còn quẹo trái là hướng vô chợ Trần Lưu, ủy ban xã Trần Đông. Đây, để Tấn quay bên hông bên đây luôn ha. Nhà cửa hàng xóm kế bên nè. Đó, thì Tấn sẽ ghim cái đường link định vị Google Map của nhà để trong phần mô tả nha. Bên hông bên đây là cũng xây tô hết luôn, làm cổng rào, hàng rào đồ rất là đẹp nha. Nhà hàng xóm kế bên là có cây mít, cây nhãn rồi nè. Nhà vườn á cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị muốn mua căn nhà này là liên hệ anh Nghiệp nha. Giá bán 1 tỷ 179 triệu. Sân là có la phong luôn, rồi có mái che ra khỏi cái cổng luôn. Cổng là dán gạch men, có đèn trang trí rồi nè. Nền sân thì nó cao hơn nền đường một khúc ha. Đó, cứ cây trụ điện là có cái đèn đường vậy đó. Rồi, bây giờ vô coi nhà. Thì cái sân này á là rất là dài luôn nha cô chú anh chị. Chúng ta có thể đậu được 2 chiếc xe ô tô trong cái khoảng sân này ha. Thế này là ở sân trước nè, còn cái sân vườn phía sau á là có chòi, có võng, có cái hồ bơi nữa, và có cái sân vườn trồng cây ăn trái ở sau nữa, là có hồ bơi nữa nha cô chú anh chị. Đây, tường hai bên thì có dán gạch men nè, và khung sắt bự nha, có gắn đèn
chớp chớp đó, đèn led chớp chớp ha. Thì căn nhà cũng đã xây thục vô trong để chừa ra cái sân rất là dài á. Phía trên là có ba đồng tiền phong thủy nè, hai bên cánh gà là có hai cái bức tranh, bên đây á là cây mai tài lộc có chữ phúc, còn bên đây á là bức tranh mã đáo thành công, tranh là gạch men nha. Bên dưới là lát đá bóng kiến, đây cái tấm đá bóng kiến nè, cái màu đẹp ha. Rồi cửa là nhôm xin pha kính cường lực, vừa bước vô nhà là thấy tiền tài liền nè, ba đồng tiền. Đây cửa nhôm xin pha kính cường lực, có rèm cửa đồ sẵn luôn. Tường ở trong nhà là dán gạch men cao lên tới 2 mét lận á. Là phòng trần thả ha, sẽ được tặng một số món nội thất nha cô chú anh chị. Tranh mã đáo thành công. Đây từ trong nhìn ra sân, nhìn ra mặt tiền nè. Đó, ở ngoài sân cũng được la phong luôn ha. Rồi có gắn dây đèn led nè, ở trước là có cái đèn chùm nè, và đây là cây mai tài lộc. Cái lợi thế của nhà đất này là cái chiều dài rất là tốt luôn, ngang 4 thôi nhưng mà dài tới 85 lần. Tổng diện tích là 341 m², có 100 m² thổ cư nha. Đây tặng bộ ghế sofa mới mua luôn, gạch men dán tường thì cao lên tới 2 m ha. Bên trên là la phong trần thả nè, tặng rèm cửa màu xanh nè. Phòng khách có cửa sổ mở ra là ngay cây nhãn của hàng xóm đó, cho nên là nó rất là mát mẻ luôn đó cô chú anh chị. Đây chúng ta nhìn ra phía sau kìa, thấy rất là dài luôn đó, dài ra tuốt ở sau luôn ha. Rồi hành lang cũng rộng rãi nè, điện nước wifi đầy đủ nha, la phong trần thả hết nhà luôn. Trong phòng ngủ là có tặng máy lạnh luôn nha. Đây phòng ngủ đầu tiên, cửa nhôm giở gỗ, máy lạnh hiệu LG. Rồi đèn ngủ nè, à, giá bán 1 tỷ 179 triệu. Tiếp theo phòng ngủ thứ hai thì bên đây á, là có máy lạnh với lại có cái bàn trang điểm sẵn luôn nè, và cái giường thì có xây sẵn luôn. Địa chỉ ở đây là ấp Trường Đức, xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Ở dưới khu vực nhà ăn, nhà bếp nè, thì chúng ta thấy có cái cửa sổ, có rèm cửa luôn nè. Đó, cửa sổ là mở ra ngay cái sân vườn của hàng xóm á, cho nên là nó thoáng mát ha. Bếp bên đây. Rồi máy giặt thì chủ nhà thiết kế để ngay góc đó nha cô chú anh chị. Ổ điện để ống nước vô nước ra đó, có gương lavabo nữa nè. Thì ngay phía sau căn nhà là sẽ có nhà tắm riêng, toilet riêng. Rồi ở phía sau cái sân vườn á là có thêm cái nhà tắm toilet nữa, có cái hồ bơi nữa. Đây chúng ta thấy là cái tường á, cái tường này nè, từ đây dài tới sau là dán gạch men hết luôn. Cái tường bên hông bên đó cũng vậy luôn, dán gạch men rồi có dán tranh trang trí nữa. Đây nhà xây làm rất là kỹ nha cô chú anh chị. Chúng ta thấy cái tường là thấy hoành tráng rồi đó, xây tô rồi dán gạch men luôn. Đây nhà tắm riêng nè, tới hai cái nhà tắm và hai cái toilet nha.
Bên toilet là bồn cầu liền khói luôn. Dán gạch men tới trên nóc luôn ha. Ở sau đây á thì lát gạch vỉa hè nè, với lại tráng xi măng nè. Bên đây là có cái sàn nước bự nữa. Đó, không gian nhà thì chúng ta thấy là rất là rộng rãi, thoải mái nha cô chú anh chị. Tuy là chiều ngang có 4 mét thôi nhưng mà được cái chiều dài rất là tốt. Ngay chỗ này là có cánh cửa nha, cánh cửa nè. Đóng lại ngay chỗ này nè. Đó, mình có thể là đóng lại. Đây, nguyên cái tường ở đằng sau là có dán gạch men hết nè. Và tường xây kỹ nha cô chú anh chị, quá trời cột luôn nè. Bên trên là có lưới B40, rồi có lưới lan màu xanh nữa nè, che cho nó mát á. Đó, tường bên đây là cũng có dán gạch men hết luôn. Rồi bên trên là có những cái khung sắt nữa nè. Thì ở sau đây chủ nhà thiết kế giống như là quán cà phê vậy cô chú anh chị. Đó, chúng ta thấy là chòi nè, võng nè, rồi có trồng cây dừa kiển rồi ha. Có những cái bức tranh gạch men trang trí nè, có máy quạt nè. Một chòi vậy là có tới hai cái máy quạt luôn, rồi có đèn, có la phong rồi hết ha. Bên dưới là lá gạch tàu nè. Đó, nhìn cái không gian nó rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đây có đèn màu trang trí nữa nè. Thì căn nhà này á cô chú anh chị là có thể vừa ở vừa kinh doanh cà phê cũng được nha, cà phê hoặc là ăn sáng ăn trưa gì đó. Nhiều người ta thích cái không gian nó thoải mái, nó bình yên như thế này nè cô chú anh chị. Nó có chút gì đó gọi là riêng tư ha. Thì nhiều người người ta sẽ thích như thế này. Ở trong đây nó yên tĩnh, mát mẻ. Đây, mỗi chòi như thế này là có 3 cái giọng ha. Cây kiển này nè. Riêng cái tường rào này thì cô chú anh chị nghĩ xem cái giá mà xây cái tường rào này là bao nhiêu. Phải nói là cái tường xây rất là chất lượng luôn ha. Bên trên là có khung sắt lưới B40 nè. Để tính đếm coi có tất cả bao nhiêu chòi nha. 1, 2, 3, 4, 5 chòi. Chòi này là chòi số 4 nè. Chòi bên đó là chòi số 5. Ngay giữa chòi 4 với chòi 5 là có cái hồ bơi. Cái hồ này mình làm cái hồ bơi cũng được, hoặc là làm hồ nuôi cá cũng được. Đó, được dán gạch men rồi này kia nha. Cũng như ai thích bơi, ai thích mà trưa tắm mát mẻ đó thì làm cái hồ bơi. Đó, hồ bơi mini thôi. Còn ai không thích bơi thì có thể làm hồ nuôi cá cũng được. Đây chòi thứ 5 nè. Đó, mỗi chòi là có hai cái quạt. Rồi, nhà tắm, toilet ở phía sau nữa nè cô chú anh chị, có gương là bô bô đây. Đây là nhà tắm nè. Cửa nhôm ha. Rồi bên đây là toilet bồn cầu liền khói luôn nè. Đó, có tất cả là hai nhà tắm riêng và hai toilet riêng. Sử dụng thoải mái luôn và cái sân vườn ở phía sau. Đó, lúc nãy mở đầu video clip thì Tấn ngồi ở phía sau nè. Đây chúng ta thấy là có trồng xài nè. Cây này cây gì không biết nữa. Có trồng hành nữa nè. Rồi rau muống. Đây cây vú sữa, cây ổi, cây xài và đây cây dừa. Mấy cây ổi này nó cũng đã ra trái nhiều rồi nha cô chú anh chị. Đó, tường rào bao bọc xung quanh hết luôn. Nhà vườn ha. Rồi hàng xóm ở ngay sau lưng á là cái vườn nhãn. Chúng ta thấy là nhãn nay trái quá chừng luôn nè. Đó, nhãn của hàng xóm ở ngay sau lưng ha, quá trời trái luôn. Rồi một lần nữa Tấn nhắc lại thông tin của nhà đất này nha. Diện tích thì chiều ngang 4, chiều dài 85. Tổng diện tích đó là 341 m², có 100 thổ cư. Còn lại là đất cây hàng năm khác nha. Thì nhà này hướng Bắc, có hơi lệch đông chút xíu.
Giá bán trọn gói cả nhà và đất rồi bao sang tên sổ hồng là 1 tỷ 179 triệu. Địa chỉ ở đây là ấp Trừng Đức, xã Trừng Đông, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Đường mặt tiền trước nhà là đường 10m, đường 17 Nguyễn Lương Bằng. Từ nhà ra đường nhựa bự Nguyễn Lương Bằng là 120m. Đi vô chợ Trừng Lưu, Ủy ban xã Trừng Đông 2 cây. Đi ra ngã ba Thiên Thảo Lộ, quốc lộ 22B, 1 cây rưỡi. Đi chợ Cẩm Giang 2 cây rưỡi. Đi chợ Long Hoa, Tàu Thánh, Cao Đài 10 cây. Thành phố Tây Ninh 15 cây. Núi Bà Đen 20 cây. Nếu cô chú anh chị đi từ bến xe An Sương, thành phố Hồ Chí Minh lên tới đây á là 70 cây số. Đó, Sài Gòn lên là 70 cây nha. Từ sau đây là trước nè. Mấy cái võng ở sau á, nằm ngủ trưa rất là mát luôn. Thì chủ nhà là có tặng một số món nội thất nha, như tặng bộ rèm cửa, bộ sofa phòng khách nè. Trong hai phòng ngủ là có máy lạnh nè. Đó, sân này là có thể đậu được 2 chiếc ô tô luôn nha. Đường ở trước nhà, đường 10m. Đường có đèn đường hết ha. Nhà cửa hàng xóm dân cư đông. Rồi, nhìn ra đường Nguyễn Lương Bằng là có hơn 100m thôi. Ở ngoài đó là có công ty ga nha cô chú anh chị. Bây giờ Tấn sẽ quay sổ hồng của nhà đất đang cần bán cho cô chú anh chị coi nha. Sổ đứng tên anh Nghiệp, ngài chủ, không có qua môi giới trung gian. Thì đầu tiên chúng ta sẽ coi cái sơ đồ nè. Nhìn sơ đồ rất là dài luôn. Nhà đất này là hướng bắc, có hơi lệch đông chút xíu. Mặt tiền đường đất 10m. Thì diện tích nè, chiều ngang là đúng 4m nha. Ở trước 4, ở sau 4. Và cái chiều dài á, một bên là 85m2, một bên là 85m7. Thửa đất số 391, tờ bản đồ số 32, địa chỉ ấp Trường Đức, xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Tổng diện tích là 341,2m2. Thì ở trên đây chúng ta thấy là đất cây hàng năm khác. Anh Nghiệp là đang nộp cái sổ hồng gốc vô địa chính á, là để lên 100m2 thổ cư nha. Bây giờ cô chú anh chị mua ra sổ hồng mới là có sẵn 100m2 thổ cư cập nhật trên sổ luôn. Căn nhà vườn siêu dài thì giá bán là 1 tỷ 179 triệu. Cô chú anh chị muốn mua là liên hệ anh Nghiệp nha. Tấn sẽ đọc hai số điện thoại nè. Số đầu tiên là 039 506 1000, 039 506 1000, 039 506 1000. Và số thứ hai là 0973 860 457, 0973 860 457, 0973 860 457. Gặp trực tiếp anh Nghiệp, chủ nhà. Sổ hồng là đứng tên anh Nghiệp luôn. Đây là đường nhựa bự Nguyễn Lương Bằng nè cô chú anh chị. Cái đường này là cách nhà có 120m thôi. Bây giờ Tấn đang chạy cái hướng là từ ngã ba Thiên Thảo Lộ, quốc lộ 22B đi vô. Thì chúng ta thấy là nhà cửa dân cư rất là đông. Chỗ này có phòng tập gym nữa nè. Rồi dọc theo đường này là quán ăn, quán cà phê đồ rất là nhiều nha. Bây giờ cái đường số 17 quẹo vô nhà là bên tay trái nha cô chú anh chị.
Rồi phía trước cái mái ngói màu đỏ, cái nhà lầu á là công ty ga. Đây, bây giờ cái đường vô nhà nè. Từ ở ngoài quốc lộ 22B chạy vô là 1,5 cây. Chúng ta sẽ quẹo trái ngay chỗ này là đường số 17. Rồi phía trước là công ty ga đây. Bên tay phải là đường 16 nè. Đi thẳng vô hướng này 2 cây số á là chợ Trần Lưu, Ủy ban xã Trần Đông. Cô chú anh chị đi tới đây coi nhà thì chúng ta đi từ ngoài quốc lộ vô cũng được, hay là từ hướng chợ Trần Lưu tới cũng được nha. Đường này chính là mặt tiền của nhà, đường số 17 Nguyễn Lương Bằng, lộ giới 10m. Bây giờ Hòa Thành là đang phấn đấu để lên thành phố, thì những cái đường như thế này á là sắp tới sẽ lên nhựa hết nha. Đừng có đèn đường. Hiện tại là cái đường đất nha cô chú anh chị. Thì chạy vô nè, chúng ta thấy nhà cửa dân cư quá chừng luôn. Đó, từ ngoài vô cỡ 120m nha, là căn nhà bên tay trái. Cái đường này là sẽ thông qua bên đường Trường Đông luôn nha cô chú anh chị. Đây căn nhà đang cần bán nè. Đó, căn nhà rất là dài ha. Dài tới 85m. Giá bán 1 tỷ 179 triệu. Cô chú anh chị muốn mua là liên hệ anh Nghiệp nha. Ngày chủ không có qua môi giới trung gian. Đó, hàng sớm ở phía trong nữa nè. Rồi Tấn sẽ kết thúc video clip này tại đây nha. Chúc cô chú anh chị mua được bất động sản như ý. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem hết video. Nhớ bấm đăng ký để ủng hộ kênh. Liên hệ quay clip nhà đất Zalo 0339 120 133.